Nếu mà tính ra thì cũng mười mấy tháng rồi, gần 2 năm khi mà Covid nó diễn biến ra trên toàn cầu. Thì riêng đất nước mình thì dường như là cũng không có khả thi hơn một chút nào. Tại vì cứ vài tháng xong rồi có một cái tín hiệu mà rất là tươi vui, rất là hớn hở, vì mọi người là đều mang một cái tâm lý là thoải mái, là sẽ bình an. Nhưng mà không ngờ thì lại lâu lâu có vỡ trận một cái thì người dân mình là hoảng sợ. Mà khi người dân hoảng sợ thì người ta chắc chắn rằng người ta phải lo cho sức khỏe là quan trọng. Người ta đâu có dám đến những cái chỗ đông đúc. Cho nên là cái tâm trạng của mỗi con người của chúng ta trong xã hội á, thì đang rất là khổ sở, là lo toan, cứ phập phòng. Công ty hay là cơ sở làm ăn, tất cả mọi thứ đều họ cũng phải, tất nhiên là phải gặp khó khăn rồi. Thì làm sao mà họ có tinh thần để họ đi xem giải trí? Tại vì tâm lý của mình là người dân, mình đặt mình vào người dân làm kinh doanh bình thường thì mình sẽ hiểu được cái nỗi lòng của những doanh nghiệp khác. Cho nên mình cảm nhận được là người ta không có thời gian để mà người ta đầu óc để mà người ta đến đi thư giãn giải trí. Mà nếu có stress quá thì người ta cũng có thể là ở nhà, nằm nhà. Hôm nay ăn gì? Rồi ăn xong rồi lại thấy mệt. Rồi hôm nay làm gì? Chạy bộ, tập thể dục. Chạy bộ thì cũng không dám đi ra, cũng không có chỗ để tập. Rồi thì phải ra công viên. Công viên xong rồi thì cũng không dám có người, dường như là bản thân tôi thì tôi cọ sát đo lường thì tôi thấy là người ta không dám ra công viên. Có một khoảng thời gian năm 2020 là không dám ra công viên luôn. Mình cách ly toàn xã hội luôn là 2 tháng. 2 tháng thì tháng 4, tháng 5. Thì khi mà gần cuối tháng 5 ổn định lại rồi thì bà con mới bắt đầu đi ra công viên thôi. Chứ lúc trước là người dân mình, bà con đều không được đi vô phòng tập gym hay tập thể dục gì hết. Thì ý mình đang nói là cái gì, trong cái giai đoạn mà gặp Covid như thế này thì mỗi con người trong xã hội chúng ta đều cảm thấy như phải có ý thức và trách nhiệm. Không có đến những chỗ đông người thì chắc chắn rằng cái món hàng giải trí sẽ bị tắt ngấm luôn. Nếu như mà mình phải cập nhật chính xác thì khoảng 10 năm nay thì nó bị du nhập ở những cái bộ môn giải trí khác vào đất nước mình. Lúc đầu thì là một cái thành phố năng động kinh tế thì sản xuất ra nhiều chương trình. Nhưng sau đó thì lại là đài trung ương, là cả nước, rồi các đài tỉnh lớn dường như là game show hoặc là những cái giải trí số khác. Thêm một cái nữa nó mở rộng hơn là YouTube, rồi trang mạng cá nhân, những cái kênh về web drama đủ, tất cả ai cũng có thể nhà nhà làm được hết. Thì nếu như mà tôi cập nhật chính xác thì khoảng hơn 10 năm nay rồi, thì sân khấu á, 10 năm nay sân khấu rơi vào cái khoảng là đi tìm khán giả rất là cực, là khán giả đến rạp á để mà mua chiếc vé như ngày xưa mà canh mấy ngày trước để mua để dành, không còn nữa. Bây giờ cái đó là sân khấu là dường như là một cái chọn lựa, là giờ cuối, là chiều đi làm về mà gia đình mà thư thả đầu óc á thì chạy tèn tèn á, là thôi đi ngang chỗ sân khấu kịch 5B ghé qua coi có cái vở gì mới không, mua một cái rồi để mốt đi xem. Ví dụ như nay là giữa tuần thì cái điều đó là cái điều, một cái tín hiệu cho thấy rằng là một cái sân khấu năng động như Sài Gòn nói riêng ha, là thành phố Hồ Chí Minh này thì là làm xã hội hóa, chứ sân khấu bao cấp không có nhiều. Sân khấu bao cấp nhà nước thì chỉ có 1-2 đoàn, là cuối cùng một cái nhà hát kịch thành phố ở số 30 Trần Hưng Đạo thôi. Còn lại cũng giống như những cái đoàn nghệ thuật khác như hát bội, cải lương hay xiếc, ảo thuật, múa rối hay là ca múa nhạc kịch, là tất cả đều có thể loại giải trí, nghệ thuật của nhà nước bao cấp mình. Còn lại như sân khấu 5B là sân khấu xã hội hóa, tự thu tự chi 100% tiền túi của cá nhân của người nào phụ trách. Thì nó rơi vô một khoảng thời gian mất khán giả. Mất khán giả thì đều hiu lắm, lèo tèo, không có bán được. Dường như là khoảng đầu, nói chung là mình nói cũng có cái tính tích cực. Thì nếu mình làm vỡ hay thì khán giả quay lại, giống như nãy giờ bạn nói là sân khấu kịch là dường như khó khăn mà người ta vẫn ra xem. Thì mình đang nói đây là
bớt khán giả chứ không phải mất hẳn. Thì cái khán giả sân khấu kịch nói nó ngộ lắm. Kịch nói ở Sài Gòn nó giống như là món ăn tinh thần của người dân. Thì kịch được hơn cải lương nha. Cải lương còn khó khăn hơn. Cải lương là mỗi lần muốn ra mắt là phải một lần lắm. Giống như là tất cả nghệ sĩ phải cũng là người bầu xô, cũng là người những người nổi tiếng bầu xô sản xuất ra một cái vở diễn, một cái dự án đó là nhằm cho fan họ đi xem. Họ bán theo cái một cái đợt đó. Họ ra mắt ngày mấy tháng mấy, họ quảng cáo 5 suất, 10 suất. Mà không có 5 suất, 10 suất nữa đâu. Không có diễn dài nữa đâu. Họ thuê một cái rạp, một cái nhà hát lớn. Họ diễn thì họ diễn chừng 3 suất, 4 suất là bắt đầu họ hết fan rồi. Chừng một cái khán phòng vậy cho là maximum 500 người. Thì họ hết khán giả đi coi, không bán được nhiều như ngày xưa mà nhà hát Hòa Bình mấy ngàn ghế. Thì không bao giờ có cái chuyện mà người ra ngoài rạp xem nhiều nữa, nên chúng tôi rất là khó khăn cái chuyện tìm khán giả. Thì 5B không khác gì và đóng cửa 3 năm. Đóng từ cuối khoảng đầu 2015 cho đến tháng 4 2018 mở cửa trở lại. Thì khi mở cửa trở lại thì nó thật tình mà nói, trong cái 3 năm nó đóng cửa thì mọi người đi ngang nhìn thì thấy sao nó buồn liều hiu, là mình cũng đo lường luôn là cái số mà đi ngang, số người mà đi ngang mà thấy sao nó buồn quá, điều hiu quá. Rồi thi thoảng có một vài bài báo đài đưa tin gọi phỏng vấn thì mình kêu là bây giờ không có tiền, có tiền thì phải sửa sang lại, nó cũng cũ kỹ. Thứ nhất là cơ sở vật chất, thứ hai là không biết giờ làm gì để phục vụ khách khán giả. Mình nói câu đó thực sự là lúc đó biết đó, nhưng mà liệu họ có ra rạp xem với mình hay không. Bởi vì cái vấn đề ở đây là mình cập nhật được cái hơi thở, nhịp sống cái xã hội hiện nay, những cái nội dung tư tưởng mình bắt được cái đúng nhịp. Nhưng mà người xem giờ người ta lười quá, người ta không ra rạp thì sao? Chúng tôi có nhiều những cái thú vui giải trí khác để chọn lựa quá đúng không? Thì thú vui giải trí khác thực sự mà nói nha, ở ngoài live bây giờ cũng không nhiều. Những cái biểu diễn live trực tiếp không nhiều. Ví dụ như phòng trà ca nhạc cũng dần dần bớt. Hồi xưa có tụ điểm ca nhạc. Mấy cái tụ điểm ca nhạc sân rộng thì là rộng và hàng tuần diễn luôn. Chứ không phải ca sĩ làm live show đâu nha. Không phải là ca sĩ làm live show này nọ theo cái live show album gì đâu. Mà là tất cả các ca sĩ ca nhạc tấu hài tập kỹ thì đều là sáng đèn hàng tuần, giờ cũng mất tiêu nhiều năm nay. Thứ nhất là người xem người ta sẽ dễ chọn lựa những cái món mà người ta không có bị mất bất tiện khi mà đi ra ngoài phố về khuya như ngày xưa. Ngày xưa nó còn hồn nhiên là không có cái gì giải trí, còn bây giờ quá tiện. Suốt trong năm 2020, có nghĩa là Covid-19, mọi người cũng nhớ là khi mà một cái diễn biến mà nó xuất hiện trên một vài nước, mà đầu tiên hết là kêu Covid-19, Corona rồi tới Covid-19. Một cái tên là người dân chúng ta hoang mang, không biết nó là một cái kháng thể chủng gì gì luôn. Thì giờ thường á, cuối năm á, là sẽ chuẩn bị tài chính, tiền bạc, nhân sự để kịch bản, nội dung, con người để làm kịch. Thường người dân ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là món ăn tinh thần ngày Tết là đi ra rạp xem phim, xem kịch, ca nhạc, phòng trà. Các nơi đều có bán vé trước cho các mùng. Thì từ mùng 1 cho tới rằm luôn. Thường mình là mùng 1 đến mùng 6, mùng 5, mùng 6. Nếu không rơi vô chủ nhật thì bà con mùng 6 đi làm lại rồi. Đi làm lại thì cơ quan, ban ngành, công ty rồi đi làm lại. Thì khi đó thì mình vẫn diễn. Tại vì mình nghĩ là tháng Giêng là tháng ăn chơi thì cũng còn Tết. Thì mình diễn, mình sắp lịch tới rằm luôn. Là có nghĩa là khoảng 2 tuần diễn liên tục, không ngày nào ngưng hết. Ngày 2 suất. Có sân khấu 3 suất luôn, sân khấu ở Sài Gòn có nơi 3 suất, 4 suất luôn. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không full hết rồi. Không đầy rạp rồi, nhưng người ta lấy suất này người ta nuôi qua suất kia. Giống như mọi người nói hai cái câu là lửa nghề, yêu nghề và được đứng trước công chúng, là được đứng diễn trực tiếp với khán giả là một cái điều hạnh phúc và thăng hoa đó. Thì mình nói nó cũng phải có những cái ảo và
nhưng mà nó không ảo, đối với người nghệ sĩ nó không phải ảo, nó cảm xúc thật. Và khi đó thì đến cuối năm thì tự nhiên nghe nước lân cận mình lại có diễn ra cái dịch bệnh rồi, thì mình cũng ráng diễn xong tới mùng năm mùng sáu Tết thì lại bắt đầu ở Việt Nam mình có ca bệnh thì bắt đầu rất là sợ, rất là hoang mang. Rồi đến mùng 8 tháng 3 là tôi nhớ là chưa tới rằm thì lại đóng cửa luôn, là cách ly toàn xã hội. Mới đầu là giãn cách từ từ thôi, sau đó thành phố mới kêu là cách ly toàn xã hội, là không ai được ra ngoài. Thì bản thân nghệ sĩ cũng sợ lây bệnh chứ, lây nhiễm chứ. Ham diễn mà khán giả đâu mua vé đâu mà vô xem đâu, mà chúng tôi cứ diễn cho ai đây. Cái là diễn, biểu diễn trực tiếp, nghệ thuật biểu diễn trực tiếp là phải cần có người xem. Giống như tôi đang ngồi nói chuyện đây thì chúng ta là những người biên tập, những người quay phim, những người ngồi nghe mình tâm sự thì mới nói được. Còn khán giả qua màn hình vô tuyến thì nó là một cái cảm xúc khác nữa. Nó chỉ là một thông tin thôi. Nhưng mà nghệ sĩ là mấy chục con người để tổ chức một cái xuất diễn như vậy. Thì thật sự mà lúc đó là lần đầu tiên. Cho nên mình cái cảm giác là mình không biết làm sao luôn á. Mình kêu là giờ sao thế nào. 5B thì trả lương cho nghệ sĩ á, thì theo xuất diễn hàng đêm. Bên cạnh đó thì hỗ trợ là một số người thôi, xăng cộ mỗi tháng thôi. Với nhân viên thì không có lương đủ như là bảo hiểm. Tại vì nó là, nó thật là bây giờ Uyên cũng lên trên đài tâm sự rất nhiều, báo đài biết rất nhiều là nào là cầm nhà, nào là tiền tiết kiệm hết sạch, sổ tiết kiệm để dành. Cứ tiết kiệm gì đâu, Uyên sống vì nghề mà. Sống vì nghề, Uyên đâu có làm nghề tay trái, chủ một cái nhà hàng hay là một cái cơ sở nào khác đâu. Một cái gì đó để kinh doanh thu nhập, để lấy cái đó nuôi cái nghệ thuật đâu. Thế thì bây giờ tiền túi của Uyên không còn thì Uyên phải cầm với tờ nhà chứ sao. Thì chưa hỏi, có thể là trong cái buổi nói chuyện của chúng ta sẽ có những cái câu hỏi về những cái vấn đề đó. Nhưng sẵn thì nói cái này nó liên quan tới cái kia. Thì bắt đầu mình ôm tiền mình đầu tư mấy cái vở Tết để mình diễn, mình thu hút khách đến rạp mình để mình được ăn được cái mùa Tết đó. Để mình nuôi vào những cái mùa mà sắp tới nó sẽ mưa nè. Đó, thì chưa chi, cái gì lại thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh nó thất thường lắm. Hè vừa nóng vừa mưa, mưa bất chợt. Mà mưa một cái là chiều là đâu bán vé được. Thế là tự nhiên bị cách ly toàn xã hội. Thì tôi cũng không biết làm sao để nuôi hết mọi người. Thật tình mà nói là khổ tâm kinh khủng luôn. Tại vì đâu có nguồn vô đâu. Mà bây giờ là mới là Tết, trước Tết là mình tập vỡ. Mình tập vỡ xong rồi mình đã chi phí rất nhiều. Mình đầu tư cho cái vợ, những vợ diễn mình chi phí cho tác nhiều. Mình đã trả tiền cho tác giả, đạo diễn, âm nhạc, phục trang, cảnh trí, ăn uống, đủ thứ, điện đốm. Tới lúc bị cách ly toàn xã hội thì quá đơn điện về. Thì khi mà lúc quá trình mình tập thì mình phải dẫn hành điện rồi. Thì quá đơn điện rồi, nguyên một cái dàn đó thì phải như thế nào. Đó, thì mọi thứ nó bị khủng hoảng. Bản thân mình là mình giống như... Thực sự bữa nay mình tâm sự một cái câu chuyện là trong cái hoàn cảnh nó đang rơi vào cái khoảng là bị ngưng. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà mặt mình ủ rũ hoài được. Tại vì mình phải nói trong cái hoàn cảnh hiện nay nó đang diễn biến phức tạp như vậy. Thì mình phải chấp nhận sống với nó. Nhưng mà còn những người xung quanh mình sống sao đây? Thì lúc mình bán vé ế, mình bán vé vắng, mình bù. Một đêm như vậy, rồi tới tháng mình phải trả hai cô phòng vé 2K, rồi mấy chục con người. Xong mình ngồi suy nghĩ qua giờ sao ta? Tháng này thấy báo đăng là các công ty cơ quan giảm mấy 50% lương, 70%, 60% gì đó. Cái mình mới nói giờ tội nghiệp quá, bây giờ mà mình trả tụi nhỏ mà như vậy thì làm sao nó có tiền, nó thuê nhà trọ. Tại vì tất cả các em nhân viên hậu đài âm thanh ánh sáng phục trang, hóa trang toàn là ở nhà trọ. Nó là ở tỉnh mà. Mà nó là sinh viên trường nghệ thuật ra, chứ không phải là lao động phổ thông. Vì nó là sinh viên hồi xưa, sửa 5B á, thì thời mấy bậc thầy, đàn anh, đàn chị, sư huynh, sư tỷ rồi, đến thế hệ Uyên luôn á, thì là những anh chị đó được rèn luyện, được đào tạo, là những người lao động, những người lao động mà về học về kỹ thuật, họ có nghề điện, rồi bắt đầu... Các bậc thầy đạo diễn mới chỉ họ xử lý. Còn bây giờ là các anh đã nghỉ hết rồi, anh lớn tuổi.
một thời gian trước khi mà đóng cửa các anh đã nghỉ rồi, thì các anh cũng đi tìm những cái việc khác để các anh mưu sinh, chứ sống trong nhà hát cũng không đủ đó. Rồi thì nhưng mà ngày xưa nó hồn nhiên khác, không có phải bị chật vật, bị lo lắng đồ, nhưng con cái đồ đông rồi này nọ. Thì bây giờ các em nó lại ở tỉnh thì mình mới ngồi băn khoăn qua cái câu cũng ráng gửi lương của hôn nhiêu một em một tháng có nhiêu, nhưng mà nói về nói gì bà bầu không phải là chi rồi thiếu ha. Là cái lúc trong cái giai đoạn 2020 là Covid nó diễn biến, lúc thì ngân, lúc ổn dần ổn định, đóng mở. Tức là mỗi lần mà ai mà có nghe một ca bệnh là khủng hoảng, là chắc chắn rằng là phải mất khán giả rồi. Nhưng mà nếu tăng nữa thì là đóng cửa rồi. Thì mình đang nói nhân viên, nghệ sĩ, họ thứ nhất là họ không có thu nhập. Nói gì nói một đêm diễn có người 500, có người 700, có người 600, có người 800, có người 1 triệu, có người 400, gia nhỏ vô ra một chút mấy trăm. Thì một đêm diễn như vậy gần mười mấy 20 diễn viên trên sân khấu, thì tưởng tượng đi là nói gì nói nếu mà sống mà ổn định, không có đua đòi, sống với nghề thì họ tập xong rồi họ được đi show mà. Họ đi show, họ có những cái thu nhập, họ đi quay này quay nọ, họ có những thu nhập khác, họ có thêm nguồn đó nữa. Rồi tối họ về họ diễn kịch tuần 3 suất, 3 lần 4, 12 suốt 12 đêm trong một tháng. Họ bình quân họ có thu nhập. Rồi chưa kể là bình thường ổn định, không có vụ mà dịch bệnh á, nhà hát có những cái hợp đồng đi ra ngoài diễn thì họ được tăng lương lên. Nhưng mà khi bây giờ vậy rồi thì nói xót xa quá. Nam thì có bạn trai sẽ ôm mà giấu tự nhiên lâu lâu cái cũng chắc có lẽ tâm trạng cũng bất ổn, thế là up lên Facebook, up lên trang cá nhân mình mặc cái áo chạy xe công nghệ, xong mình kêu ủa nó đùa hay là thiệt, tại diễn viên nghệ sĩ nó cũng hay giỡn lắm. Xong mình họ gọi điện liền kêu dạ thiệt mà cô, chứ bây giờ con nằm nhà con cũng không về quê được, đi xe đò cũng sợ lây bệnh, có đứa miền Trung đứa miền Tây, giờ con không biết sao, nằm nhà trọ không có tiền này nọ, con cũng hạn chế xài rồi đó, nhưng mà thôi chạy cho nó vui có thêm. Rồi nữ thì ngồi chiên khô, chiên cá dứa, kho thịt kho cá như Kim Đào, diễn viên Kim Đào, một mẹ độc thân, một mẹ một đứa con trai ở nhà trọ, dân ở dưới miền Tây lên, thế là ngồi làm đồ ăn rồi quảng cáo trên trang cá nhân bán. Xong rồi cái mình một hai ngày cái mình thấy Quỳnh Anh ship đồ bán gì đó, thì có nghĩa là mọi người đều cố gắng để duy trì cái cuộc sống hàng ngày để giữ lửa. Lúc đó cũng không được đi quay, thì mình đang nhắc lại cái điểm khoảng rơi trong 2020 nó bị kinh khủng. Thì đến cuối 2020 thì mình nghĩ là nó sẽ khép lại bớt rồi, và các chuyến bay nó sẽ thông thương hơn, tất cả những cái giao thương của trên toàn cầu nó cũng ổn hơn, thì bắt đầu kiếm tiền tiếp, làm vở tiếp để phục vụ Tết Tân Sửu. Thì chưa chi hết thì mới vừa diễn là 27 Tết thì bắt đầu nó vỡ trận nữa. Thì 27 Tết thì nhận được lệnh của sở truyền thông, cũng giống như thành phố ra quyết định thì là ngưng diễn. Thì hai cái vở Tết thì đâu có diễn được đâu, nãy mình kể đó, từ mùng 1 tới rằm đâu có diễn được đâu, người ta phải đi vào đời sống thường nhật rồi, người ta đi làm lại rồi, người ta không mua vé coi nữa như ngày Tết được nghỉ ngơi. Thế là không có diễn được thì bắt đầu đến 12 tháng 2 là mùng 1 Tết, mãi đến 1 tháng 3 mới dở, khoảng là nửa tháng. Thì khi nửa tháng đó thì chúng tôi cũng nằm ủ đông thôi, nhà thôi. Thực sự mà nói là so với những thể loại khác mà để mà ra để phục vụ để bán vé thì so với những thể loại giải trí số thì là giải trí mà trực tiếp biểu diễn trực tiếp nó rất là khó khăn. Và quay lại cái vấn đề ví dụ như phim ảnh đi, người ta mỗi lần ra mắt một cái là người ta đầu tư một cái cục tiền, những cái nhà sản xuất kết hợp với rạp có khó khăn của rạp, nhà sản xuất một cái phim có khó khăn riêng,
người ta đầu tư một cái cục tiền để người ta quảng bá cho một bộ phim, quảng bá người dân mới biết có ra rạp xem chứ, rồi họp báo, rồi những cái chiến thuật kinh truyền thông đủ kiểu. Nhưng họ mất một cục tiền, nhưng mà phim họ không chiếu không sao, họ cất đó, nghệ sĩ quay xong rồi thôi. Còn cái này kịch biểu diễn trực tiếp thì nó phải là bao nhiêu con người đứng ở trên sân khấu, và khi được lệnh diễn lại thì bắt đầu gọi điện bút diễn viên, diễn viên em bận rồi, em bận rồi, em bận rồi, người này bận, người kia bận, phải đảo vở này qua vở kia. Thì hoàn toàn là 2 năm qua thì làm liên tục vở mới, không có lấy lại vở cũ, tại vì vở mới giống như chưa có được thưởng thức thì lại là ngưng, nhưng mà bây giờ đem ra bán hàng đi, cái món ăn nghe nó khác nha, sản phẩm, cái mặt hàng sản phẩm mà có nhu cầu thiết yếu của người dân ăn nó khác nha, ăn uống nó khác, thịt lợn là phải thịt lợn à, thịt bò, heo, hải sản. Còn cái này mình đem ra thì có người người ta không thích xem. Ôi cái này hồi Tết hả tôi, để coi có cái gì mới xem, mà mặc dù anh chị đã chưa đi xem thì mình không hiểu nữa. Thế là thôi làm mới, thì làm mới. Thì trong năm 2020 là một cái năm rất là khó khăn, mà Uyên cũng cố gắng cho ra rất là nhiều kịch mục. Bên cạnh đó thì nó có những cái vở chính luận, ngoài những cái vở giải trí. Thêm một cái nữa cũng liều là nó đánh tâm lý là bây giờ trẻ con nó không có được ra rạp xem, nó cứ xem, nó cầm điện thoại chơi không à, hoặc nó cứ coi trên, chơi game, hoặc là nó coi trên mạng nhiều quá, cho nó đi xem ngoài thử coi sao. Thế là liều ra cái chương trình là kịch thiếu nhi. Kịch thiếu nhi vào không phải theo mùa nha, mà vào cuối tuần. Thì lúc đầu cũng được, cũng có nhiều phụ huynh quảng cáo, rồi có nhiều phụ huynh tới cũng mua vé xem cho con đi. Ví dụ hai vợ chồng với hai đứa con là bán được 4 ghế, mà mình bán combo. Bán combo là coi như là để cho gia đình người ta đi vui, chứ đâu có lời gì đâu. Thì cái đó là cái mà những học trò của Uyên diễn và những diễn viên trẻ bên cạnh, nó có những diễn viên mà buổi tối gắn bó với nhà hát, vai người lớn thì người lớn đóng. Thì tính đủ kiểu, nhưng mà cái nguồn mà mình cũng, cái đam mê là cái nơi mà cũng, cái gốc ngày xưa Uyên cũng dạy học ra trường ra rồi về đó, được các thầy cô giống như là học nâng cao. Mỗi một cái vai diễn học với hành nó đi đôi, thì vừa học và vừa đi thực nghiệm cái những cái vai diễn đó. Thì luôn là một những cái, luôn là cái nơi mà chấp cánh cho cái lớp trẻ. Thì sau này Mỹ Uyên đảm nhận vai trò là quản lý, thì Uyên cũng học được cái đức tính đó, là mình mở ra, mình giống như những cái trung tâm khác, những cái sân khấu khác để mình lấy tiền đó. Dễ lắm, giao hết cho Quyền cái dàn đó, nó đóng. Thì tất nhiên chắc chắn rằng các học trò nó đóng thì nó sẽ kêu phụ huynh, ba mẹ, bạn bè đi mua vé rồi. Nhưng mà không được, tại vì 5B nó có một cái mà lập thành từ xưa rồi, là bên cạnh đó phải có diễn viên đàn anh đàn chị và một vài gương mặt để đỡ đầu nó thôi. Còn bạn nào tài năng giỏi thật sự thì mình mới giao thêm 4-5 bạn. Với lại một phần nữa là không thể nào mà mình để mới toanh hết một cái vở diễn. Thì từ chỗ đó thì như bản thân mình với lại một số anh chị em nghệ sĩ là cũng là dàn bao. Dàn bao để với lại khán giả ngộ lắm. Người ta xem ở đây, người ta xem thí dụ như sân khấu A có ngôi sao này thì người ta xem ngôi sao này. Chứ người ta không muốn là đổi mới. Sân khấu B muốn đổi mới thì anh chị đổi mới. Cái gương mặt đó đã là ấn định cái sân khấu đó. Đúng rồi. Thì bây giờ thí dụ sân khấu đó anh chị muốn đổi mới. Như đổi mới người ta xem một lần người ta không thích nữa. Cái người khán giả người ta cũng có một cái sự đòi hỏi cao là vì tôi xem nghệ sĩ đó tôi thích, mà bây giờ sao để lớp trẻ hết. Thì thật sự là mình cũng mong mỏi là có những cái vở diễn dành cho lớp trẻ, nhưng mà đó là dành cho khán giả trẻ, chứ còn khán giả mà bình thường của 5B người ta không xem. Rồi mình biết được là khán giả của mình muốn gì để mình phục vụ họ. Rồi mình nói sâu hơn tí xíu là mình biết được khán giả như thế nào để mình phục vụ. Thì bên cạnh đó thì Mỹ Uyên lại sống về mặt cảm, thiên về cái cảm xúc với là cái tình cảm lớn. Thế là mấy đứa nhỏ đóng tiền học hả, thôi cô đưa tụi nó sinh viên trường này trường nọ, rồi nó ra trường từ trường nghệ thuật sân khấu ra. Thế là con đóng tiền chi, vô đây để học cô chỉ phân gia nhỏ nhỏ. Thì cho rằng là những cái vở trong 3 năm gần đây
là toàn là những gương mặt của trường sân khấu điện ảnh về, Uyên chắp cánh và các bạn diễn rất tốt. Và cái 5B là một cái sân khấu không gian nhỏ, không gian không dùng micro, không gian diễn ngồi kế bên khán giả như thế này. Thì mới đầu các bạn về cũng run rẩy lắm và sợ sệt và không tự tin. Nhưng mà qua cái sự trải nghiệm của 5B thì các bạn trưởng thành nhiều và các bạn tự tin, ngay cả đi quay. Đó là những cái bài học cơ bản mà tôi truyền lại giống như thầy cô tôi trước đây. Thì cho rằng là tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi làm bị thiên về tình cảm và tôi làm thiên về cái trách nhiệm. Mình dùng cái từ hậu thuẫn là giống như sân khấu chị Hồng Vân đi. Thì chị Vân cũng có kinh doanh với lại anh Tuấn, chồng của chị Vân, cũng có nhà hàng quán ăn. Thì anh chị cũng lên báo nói hoài mà, lấy cái đó nuôi sân khấu, nuôi cảm xúc, giữ lửa cho nghệ sĩ, cho các học trò đóng. Đó, chị Vân dường như là đi quay suốt trên các chương trình, xuất hiện tất cả các chương trình giải trí, chị Vân dường như không chương trình nào chị không có. Thế thì cái nguồn tiền nó đem về nào là còn nuôi con, lo con ăn học, rồi lo cho sân khấu. Thì họ phải có một cái nghề tay trái, họ có một thu nhập tay trái. Sân khấu Thế Giới Trẻ, theo tôi được biết thì hai vợ chồng của anh Đại với chị Thi là cũng là một doanh nghiệp. Hai anh chị cũng không biết sao nghiệp nghề với yêu nghề, mở ra một sân khấu và bỏ tiền ra đầu tư. Nhưng mà cái sân khấu đó thì lại có cái nguồn khán giả trẻ khác, khán giả trẻ của các bạn diễn viên đó. Còn sân khấu đi khác thì có giám đốc là anh Quỳnh Anh Tuấn. Thì anh Quỳnh Anh Tuấn ảnh là cái người cũng là kinh doanh những cái bất động sản, những cái cho thuê nhà, cho thuê, nói chung ô đủ kiểu. Hai anh em mà ngồi lại tâm sự là cười chết. Anh cứ kêu mày điên quá, tao làm là kịch bản cũ, sao mày cứ làm kịch bản mới. Thực sự là đúng là nếu mà nói góc độ nào đó, Uyên cũng hơi bị cầu toàn. Tại vì Uyên nghĩ tâm lý là khi mình làm là một cái kịch bản cũ á, thì kịch bản nó phải hay thật hay và nó phải hơi thở ngay ngày hôm nay. Không thì nó kinh điển, mà hãy làm lại thì nó cũng tiền đầu tư phục trang mà mới chứ đâu có lấy đồ cũ mặc được. Âm nhạc cũng phải thay đổi, diễn viên cũng phải tập, âm nhạc phải thêm thắt lại, có lấy cũ cũng đâu cũ được. Rồi quá trình tập nó mới là tốn kém. Thế là thôi bây giờ vậy thôi, làm luôn mới vậy rồi. Đó, Uyên nghĩ vậy. Cuối cùng là cả thầy cả trò, cả đàn chị lẫn đàn em là chúng ta đều phải ôm hết đúng không? Anh Quỳnh Anh Tuấn hay nói với Uyên là trời đất ơi, tao có thấy mày ra vỡ hoài vậy Uyên, sao thở được, sao sống được. Thực sự là mình cũng ngồi suy nghĩ hoài, nếu mà chúng ta ra mà chúng ta không làm mới thì cũng không được. Giống như sau những cái tháng mà Covid mà bị giãn cách xã hội á, hồi đó là cách ly nha, rồi sau mấy trong năm 2020 là có những cái thời gian là giãn cách xã hội, là hạn chế mấy chục người gì những cái nơi nào. Thì mình luôn luôn là rảo một bước thành phố này. Mình đi vào những quán ăn, những cái quán ăn cũng hạn chế bàn để giãn cách ra. Thế mình vô một cái shop cà phê thì mình thấy là cái cô mà đứng order mà pha chế, thì mình thấy ngoài sau này có cái bảng là để loại ly nước gì, trà gì, cà phê gì, chụp hình rất là đẹp. Xong mình ngồi mình ngắm lên thì mình thấy là hôm trước, tháng trước mình vô nó khác tháng này, đang căng thẳng Covid vậy mà họ vẫn phải có những cái mẫu mã khác. Là chắc chắn rằng họ phải có một cái sự là chiến thuật đổi mới. Mặc dù người ta nói là bình cũ rượu mới, hay là mình rượu mới bình cũ gì, hay là bình mới rượu cũ gì, tất cả nó đều phải có sự thay đổi. Đối với Uyên là quan điểm là vậy. Người ta tính từng đồng, người ta tính từng ly, kinh doanh nhà doanh nghiệp mà kinh doanh nghệ thuật mà mình tính như vậy thì nó không có một cái sự đổi mới. Và như vậy thì nó nói thì xin lỗi là mình không đánh mình không đánh đổ ai, nhưng mà nó có những cái sân khấu làm mất uy tín rồi. Có những cái sân khấu làm mất uy tín là giống như mình nói, hoàn toàn là để học trò đóng á. Học trò không có một tên tuổi nào với khán giả ruột của mình. Thêm một cái nữa là cảnh trí lặp lại. 5B thì có cái lặp lại chứ, nhưng mà nó không phải là chỉ có 10%, không tới 90% tôi phải làm market mới, bản vẽ của họa sĩ mới. Phục trang, diễn viên không được mặc lại, mặc phải khác đi,
nó là một stylist đàng hoàng, phối đồ đàng hoàng. Kịch giống như cái vở mà làm lại trong năm 2020 là cái vở Công Lý Như Mặt Trời. Thì cái phục trang đó nó có mặc lại, nhưng chúng tôi có một stylist phối lại, đi theo tóc tai lại, mix đồ lại và bỏ những cái rườm rà đi cho nó gọn gàng lại. Thì những cái mà mọi người xem thấy là một cái bản nó mới, thì có phải là mất không? Mất những cái suy nghĩ tư duy và mất công những con người làm nên một tác phẩm. Nó là một cái gì đó nó sẽ đổi mới. Thì mình đi ra quán tiệm mình thấy vậy. Người ta đổi hết, người ta thay đổi để gì? Có một cái sự hút, hấp dẫn. Tất nhiên trong cái ruột, trong cái ly nước đó nó phải là chất lượng rồi. Uống vào cà phê cái gì nó phải là của quán đó rồi. Thì nghệ sĩ ở đây diễn hết mình, nội dung tư tưởng cũng phải hay trong cái mức mình kiểm soát, chứ không thể nào lên chỉ là sàn xong rồi xuống. Nói là gì hết tiền cạn luôn rồi đó, mỗi tháng phải đóng ngân hàng đó. Mỗi đóng phải đơn đó, tháng đóng ngân hàng. Uyên có một cái căn nhà thì Uyên cho thuê để lấy cái tiền đó đi qua nhà khác thuê nhỏ hơn ở. Nhưng mà lại là bây giờ trong cái suốt mùa Covid là Uyên giảm cho người ta. Cái không đủ tiền bên nhà mình đóng ở là coi như bù thêm nó quệ. Hết nguồn mà để xin ăn uống, sinh hoạt gia đình. Thì Uyên là độc thân thì lại nuôi một con bé, từ con bé cháu mà con của em ruột mình từ lúc nó mới lọt lòng. Bây giờ đại học năm 2 thì bé vẫn là vừa đi học vừa đi làm. Thế là bé đi bán vé một ca. Bé đi bán vé một ca mà má hai vẫn trả lương bé. Thay vì cho tiền bỏ túi đó thì là đi bán vé là trả lương. Thế là nó cũng ý thức là nó phụ. Một ca thì nó đi học bên trường Đại học Văn Lang. Thế là bây giờ mỗi tháng như vậy phải trả hai cô bán vé. Nó gì nó còn đóng tiền học, nó không biết tiền ở đâu cho nó đóng cho nó đại học luôn. Cứ một khóa học thì mấy chục triệu. Xong nó gửi một số táo quân về thì kiểu trời ơi, có lúc cũng xì stress và căng thẳng. Phàm là người thì mình đâu phải thánh đâu, mình cũng phải bị một cái áp lực. Nhưng mà thực sự là mọi người nhìn vô Uyên là ngày nào cũng trang cá nhân Uyên cũng phải tươi vui, phải lạc quan. Tại vì hồi xưa Uyên hay quạo và mắng chửi bọn nhỏ. Nhưng mà thực sự là tụi nó cũng không hoàn chỉnh, nó làm việc cũng không đúng trách nhiệm, cũng không ý mình là cầu toàn. Mình là người cẩn thận, chỉnh chu, cầu toàn. Mình luôn nói, ở đây có khán giả nghe luôn, mình cũng tâm sự chuyện này thiệt luôn. Mình luôn nói với bọn nhỏ là ở trên cái tầng 3 sân khấu kịch 5B nó là cơ sở vật chất nghèo nàn rồi. Nó cũ kỹ rồi. Người ta vào đi xem, người ta thương nghệ sĩ. Vở diễn của chúng ta nó có một cái tính chiều sâu, nó có một tính giải trí, nó có một cái món ăn bày lên. Người ta đến, người ta vô cái nhà đó, quán ăn đó, người ta quên ăn ngon, người ta quên đi xung quanh nó xấu xí. Nhưng chúng ta phải cẩn thận trên mức có thể, chúng ta không có bê bối được. Có nghĩa là từ lối đi từ dưới đất lên tới tầng 4 á, thì là tôi vừa đi là tôi cũng vừa lượm rác. Tôi vừa đi tôi vừa lượm rác. Hồi xưa thì có mỗi một sân khấu kịch 5B, bây giờ là tầng 1 cũng khai thác làm câu lạc bộ cải lương của hội. Tầng 2 cũng là giống như một cái nơi tập tành của binh vũ đoàn Phương Việt kết hợp. Thế thì đi lên thì mọi người đâu ý thức xả rác. Thế mình nói hoài không được, thôi mình tự lượm luôn. Rồi lên tới tầng 3 thì tôi cũng đi dẹp rác ở trong toilet. Thì có nghĩa là tất cả phải xuất phát từ gì? Đó là một cái tình yêu. Nếu mà chúng ta không có yêu thật trong trái tim của mình thì chúng ta sẽ khó làm. Thì giống như nãy giờ bạn nói là làm sao mà động lực nào mà có nhiều người nói là ôi bị điên quá à, giống như không có bình thường. Thì thực sự mà nói là nó phải có một cái tình yêu lớn lắm mới chịu đựng được. Ở đây dùng từ chịu đựng. Còn nếu mà mình không chịu đựng được thì dễ buông lắm. Tại vì thật sự là những cái cô bạn mà đồng lứa mình á, những cái cô nghệ sĩ mà đồng lứa mình, đâu ai ôm như Uyên đâu. Cũng đồng lứa với Uyên ở 5B, nhưng đâu ai chịu ôm đâu. Xong mà còn cười mình nữa, nói là ôi chị ơi Uyên mệt quá, buông luôn cho rồi đi. Tức là bắt Uyên là buông đi. Thì cái điều đó là thật sự là cũng có định buông rồi đó chứ. Thì 3 năm là đóng cửa là vì mấy anh Thanh Hoàng rồi anh Việt Anh rồi cũng không ai muốn làm.
thì bản thân mình thôi, mấy anh không làm thôi em làm chi. Nhưng mà đến khi đó thì chịu hết được rồi, lại thấy thương, thế là bắt đầu móc tiền túi ra sửa hết cơ sở vật chất ở trên cái khán phòng đó và cho sáng đèn trở lại đến ngày hôm nay. Xây dựng ở đây tư duy, ở đây sáng tạo, ở đây ý tưởng để xây dựng những cái dự án nào đó. Tất cả anh chị em nghệ sĩ, bà bầu, ông bầu, các sân khấu xã hội hóa thành phố Hồ Chí Minh này đều có. Nhưng bây giờ nếu chúng tôi làm thì làm với ai? Chúng tôi làm là làm cho chúng tôi. Chúng tôi bỏ tiền túi ra chúng tôi làm. Chúng tôi làm những cái dự án đó, chúng tôi cần những khán giả trẻ đem cái văn hóa, cách những cái tác phẩm đó để nhằm phục vụ cho khán giả trẻ biết đến chúng tôi. Chứ ngoài ra không có một cái tín hiệu, chưa có nghe một cái tín hiệu nào từ nhà nước. Chưa có một cái kinh phí nào từ thành phố, từ những người quản lý văn hóa đánh tiếng hết. Phải nói rằng là nếu như mà mình nói nghệ sĩ tre già măng mọc thì nó cũng phải có khán giả kế thừa, khán giả trẻ kế thừa. Thì khán giả trẻ kế thừa thì như tôi đây và bây giờ mà tôi đi tìm khán giả trẻ là tôi không phải là trẻ như bọn chúng. Tôi phải trẻ như bọn trẻ con thì tôi mới làm được điều đó. Và tôi cũng phải sống hòa nhập với những cái trang cộng đồng của các bạn trẻ. Để tôi biết là các bạn muốn gì. Và các bạn không muốn, các bạn cũng không biết. Thì tôi phải kéo các bạn đến. Thì bằng cách là tôi phải xây dựng cái đó. Bằng cách là nhà hát tuổi trẻ thì tôi chắc chắn rằng là làm xã hội hóa có một thời gian. Nhưng mà nó không nhiều. Như chị Lan Hương hay anh Trần Lực được cũng không phải là những người mà gắn bó xuyên suốt như chúng tôi mà sáng đèn hàng tuần. Làm theo mùa, làm theo dự án, làm theo đợt. Là bỏ tiền ra kết hợp nhà hát tuổi trẻ như chị Lan Hương. Còn ngoài ra thì kịch hình thể đó cũng đâu còn sống lâu với cái dạng đó nữa đâu. Nhưng mà riêng nhà hát tuổi trẻ thì nếu tìm khán giả trẻ tới, thì nếu mà có một cái sự trình bày của ban giám đốc nhà hát tuổi trẻ với lại lãnh đạo thành phố Hà Nội, những người làm quản lý văn hóa mà có cái kinh phí đó thì quá tuyệt vời. Nhưng mà riêng thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi là quá nhiều sân khấu xã hội hóa đi. Cho nên nếu cho thì cho sân khấu nào? Cho nên là phải bỏ lên bàn cân sân khấu nào thì nhập mục đích nào. Sân khấu nào cũng có một cái sự nhiệt tình, năng động, hăng hái. À, tôi làm được điều này, tôi làm được điều kia. Thế thì bây giờ cho như thế nào? Theo tôi nghĩ những buổi họp cùng với Sở Văn hóa, những nơi mà quản lý văn hóa, thì đưa ra những cái ý tưởng, những cái trình bày, những cái dự án thôi. Thực sự là chưa có một cái gọi là tín hiệu là bắt đầu. Ở tháng 3, tháng 4 năm 2020 thì tôi có nhận một cái công văn là ngay cái lúc mà cách ly toàn xã hội. Tôi nhận một cái công văn của Sở Văn hóa là Phó Giám đốc nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy gửi các sân khấu là tình hình dịch bệnh diễn ra như vậy thì các sân khấu cần hỗ trợ cái gì, gửi lên cho chúng tôi. Thì khi mà tôi mới nói là nghệ sĩ thì bây giờ tự đi bán online, nghệ sĩ thì tự đi kiếm sống, đi phụ việc người này người nọ, đi chạy xe ôm. Bây giờ còn lại anh em nhân viên hậu đài, nhân viên các khâu kỹ thuật. Tôi có khoảng 18 người đó, tôi chỉ cần mỗi một người trên 1 triệu đồng tháng này thôi để hỗ trợ tiền cho các em nó đóng tiền nhà trọ, còn nó thì đi lao động, nó làm thêm. Nó với lại nó đang ở trong tình hình nó không dám di chuyển. Nhưng tôi gửi đi thì cũng chẳng được đáp lại, mà trong khi đó tôi không hiểu tại sao lại gửi công văn xuống cho các đơn vị xã hội hóa. Thôi quay lại vấn đề là bây giờ nếu mà các sân khấu xã hội hóa mà nói bây giờ đùng một cái cho một phát, cho 6 sân khấu đi thì cũng khó, tiền đâu mà nhà nước mình có. Thế thì bây giờ 6 sân khấu cho 3 sân khấu trước đi. Mà cho 3 sân khấu đó thì không phải tiền từ nhà nước mình, mà tiền từ kêu gọi ở đâu đó thì nhà nước phải ngồi bàn lại với chúng tôi. Ví dụ như có nhiều cách lắm. Ví dụ như giờ các anh chị muốn làm những sân khấu học đường không? Sân khấu đường phố không? Sân khấu trẻ không? Một tháng gì mỗi sân khấu có 4 suất cho khán giả trẻ nhằm giữ gìn cái thế hệ xem sân khấu chính thống. Tại người lớn giờ đâu đi nổi nữa đâu, bệnh rồi, có tuổi rồi. Như cỡ tôi thì bây giờ cũng chồng con lớn hết rồi, phải lo những cái chuyện khác chứ đâu có thể nào mà đi ra rạp coi. Thì
giữ gìn cái đó để gọi là còn sân khấu chính thống. Thì bằng cách nào? Thì chúng tôi có làm hay không? Bán vé giá rẻ, nghệ sĩ cứ lấy lương thấp, rồi tiền đó ở đâu? Mỗi lần mà vận hành mở đèn lên cái máy lạnh rồi bao nhiêu thứ chạy cho phục vụ cho cái đêm đó, nó không phải là thí dụ nửa cái chi phí của chúng tôi mà thường xuyên diễn thôi thì có không? Rồi còn nửa đó làm bằng cách nào? Không ai nói điều đó. Thì không có ai nói điều đó thì nhìn lại đi. Nếu như mà tôi gợi ý như vậy đó thì ai mà không muốn có cái lực lượng khán giả trẻ. Nhưng mà nếu mà tôi gợi ý như vậy thì mọi người cứ nghĩ rằng là cho tiền chúng tôi, không có. Cho tiền người dân á, cho tiền người dân được xem, được thưởng thức, mang văn hóa nghệ thuật đến cho người dân thưởng thức. Chứ không phải cho chúng tôi. Đây cái đề xuất của chị luôn đúng không? Cái này tôi nói thẳng, nói thật luôn. Không phải cho nghệ sĩ chúng tôi bỏ túi để chúng tôi được sống, mà chúng tôi đem cái tác phẩm đến cho mọi người xem. Thậm chí chúng tôi đủ tiền xăng, tiền cộ là được rồi. Son phấn là mua một lần, xài nhiều lần. Đúng không nào? Thế thì vừa qua thì mấy năm vừa qua thì từ 2010, đầu 2015 thì kịch bản học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức của Bác, vợ dấu xưa, tiền của thành ủy cho, thành phố cho đầu tư và đi diễn được 50 suất. Và hiện nay có 20 suất mà bị Covid nên giờ tới giờ lui các trường học. Đi đến trường đại học là trường cấp 3, cấp 2 nào. Cấp 2 là từ lớp 7 cũng xem rất nhiều, lớp 6 cũng hiểu luôn. Tại kịch có thiếu nhi, có hình tượng của Bác. Sự lan tỏa rất lớn, sự sức ảnh hưởng rất mạnh. Mà chúng tôi đi biết ở đâu không? Xa lắm. Đi qua đảo Cần Thạnh, đi mà đi bằng xe máy, đi xe hai bánh, đi qua phà. Chỉ có thuê một xe đi chợ Cảnh Trí với lại phục trang với lại đạo cụ. Còn lại diễn viên đi xe hai bánh hết. Chạy xuống phà xong chạy tiếp mấy chục cây số xuống dưới kia. Rồi đi diễn ở địa đạo Củ Chi, diễn ở quận 9, diễn ở Bình Chánh, diễn khắp nơi. Thế thì nghệ sĩ dạy mà tôi cứ hồi hộp, tôi cứ dặn và tôi cứ chạy kế bên cạnh, sát vô lề, sát vô lề. Thì có nghĩa là chúng tôi đi diễn phục vụ như vậy á, là đem cái tác phẩm đi đến tận nơi cho mọi người xem. Chúng tôi đâu có nề hà đâu, cách xê đâu có nhiều đâu. Nhưng mà chúng tôi không có cảm thấy đơn giản gì hết. Thì đem cái tác phẩm đến cho người ta xem. Chứ còn bây giờ mọi người cứ kêu người ta là sản xuất. Xin lỗi chứ. Nói sao ta? Học tập làm theo tư tưởng Bác. Quay một cái bộ phim, chép một cái đĩa. Chép ra hàng loạt đĩa. Tiền kinh phí từ thành phố. Phát cho các quận huyện. Cái đĩa đó phát được xem được không, hay cất vào kho. Hay xin lỗi, đây là đồng nghiệp nhau hết, nói ra thì mất lòng. Thì cái người nghệ sĩ xuống đó ngay cái sân vận động diễn cái kịch Bác Hồ, bạn có tưởng tượng là từ người già tới người trẻ, trẻ con xem một cái buổi chiều diễn hơn một tiếng đồng hồ, bao nhiêu con người kéo đi diễn như vậy xem, một cái sự lan tỏa đó, một cái cảm xúc trực tiếp. Rõ ràng là người ta vẫn rất là thích xem kịch, thích xem trực tiếp. Đúng thích, rồi. Chứ không phải là, đúng không? Mà bây giờ ai cũng bận hết thì ai xem. Họ chưa tìm cái kênh hay một cái điều kiện để mà họ được tiếp, tiếp để Thì tôi nói thật lòng là không phải cho tiền nghệ sĩ chúng tôi đâu, mà cho tiền người dân á. Cho tiền người dân biết được, thưởng thức được. Chứ còn đừng nghĩ là nghệ sĩ đi xin tiền để được đi diễn. Đúng là được đi diễn, nhưng mà diễn cho người dân để biết được cái bộ môn nghệ thuật, ngay cả hát bội, cải lương, xiết, ảo thuật, tình yêu dành cho nghề. Dù họ có khó khăn thế nào, các sân khấu, các anh chị cũng tìm đủ cách để mà giữ gìn sáng đèn. Thế thì bây giờ đoàn nhà nước là đóng cửa im lìm mấy năm nay rồi. Nhà hát kịch thành phố đóng cửa im lìm mấy năm nay rồi. Có chăng hoạt động đi phục vụ thì cũng không nhiều. Nhưng mà để sân khấu mà để đương đầu, để mà sáng đèn, để mà gồng gánh á, thì duy trì sáng đèn thường xuyên á, mà cũng tự hào cả nước, ngay cả những Việt kiều về nước, những người nước ngoài đi ngang cái khu bảo tàng của Lê Quý Đôn thì đi ngang 5B cũng thấy, thì mọi người cũng đứng lại ngắm nhìn và mọi người biết đây là sân khấu kịch. Và mọi người còn ở lại Việt Nam thì mọi người phải tìm tới. Lâu lâu chúng tôi diễn có thấy khách Tây ngồi dưới.
thì cho thấy rằng là cái sân khấu kịch ở phía Nam á, dù có khó khăn trăm bề, cái câu mà slogan của tôi á, là khó trăm bề không bỏ nghề á, thì bây giờ thực sự là đến lúc nào đó cũng ngộp thở. Bản thân cá nhân tôi là tôi nói rồi là tôi không có một cái nguồn thu nhập nào tay trái á. Bởi vì nếu tôi có thì tôi đi đóng phim, tôi đi quay show, nhưng mà tôi cũng không có đủ thời gian để mà buông cái nhà. Nhiều anh chị đạo diễn, nhiều nhà sản xuất cũng giận tôi là mời những cái vai hay mà tôi không tham gia. Thì không phải nó có cái khó khăn lắm. Muốn đi thì phải sắp xếp thời gian. Mà người ta quay thì người ta phải xiết thời gian để cho người ta cũng phải nhanh, để đỡ tốn tiền sản xuất. Thế thì bây giờ tôi không có nguồn nào để đầu tư bù lỗ cho sân khấu. Thì bây giờ nó cũng đang muốn tắt ngụm hết đó. Nhưng mà cố gắng cũng một năm mấy qua rồi. Mà ra đời nhiều vở mới nữa. Thế thì vừa bỏ vốn ra để đầu tư kịch mục mới, vừa phải tìm khán giả để bán vé. Bây giờ ngồi đó mà xin tiền nhà nước thì khó lắm. Cái chính tôi muốn nói rằng là tôi cũng hiểu rằng nhà nước cũng có cái khó khăn. Nhà nước cũng không phải là nhà nước mình cũng nói tiếng là kinh tế tăng trưởng, phát triển thế này thế nọ. Nhưng cái nguồn đó chắc chắn rằng nhà nước mình là người trong cuộc hiểu nhất. Nó sẽ đầu tư cho cái gì? Đầu tư cho cái gì trong đất nước mình? Cho cái thành phố này. Nhưng riêng cái đầu tư văn hóa thì tôi chưa thấy. Thì phải chăng là chúng ta cũng nên, nếu khó khăn quá chúng ta ngồi lại với nhau vạch ra cái phương hướng bằng cách đầu tư kêu gọi như thế nào. Tôi đã nói rồi, nghệ sĩ sống không phải là một cái sự hào nhoáng mà có tiền để giống như là những cái ảo kia, mà là nghệ sĩ chính thống là phải cần có nuôi cảm xúc và duy trì cảm xúc và nuôi dưỡng cái tầng lớp khán giả trẻ. Nếu mà như vậy thì chúng ta ngồi lại với nhau để chúng ta gìn giữ, để cho có thế hệ khán giả kế thừa. Và bản thân tôi cũng phải đào tạo những lớp mới, và lớp mới nó phải đứng dựng ở sân khấu. Và như vậy thì mà cái bây giờ quay tất cả các chương trình toàn là nghệ sĩ sân khấu không ấy chứ, thì cái nguồn nghệ sĩ, nguồn diễn viên từ sân khấu ra đó chứ. Quay tất cả cái gì cũng từ là nguồn diễn viên từ nghệ sĩ ra. Ngay cả bây giờ nghệ sĩ cải lương đi đóng phim mà. Cho nên là tôi thấy là họ sẽ, nghệ sĩ họ sẽ phát triển theo từng giai đoạn. Rồi sẽ họ, chúng tôi sẽ làm một cái bậc thang để cho họ bước. Thế thì bây giờ khán giả trẻ muốn bước hay không bước thì do chúng tôi kéo họ đến. Mà kéo họ đến thì chúng tôi không có khả năng về tài chính. Cho nên mong làm sao là chúng ta, cái sự khó khăn đó của nhà nước mình, thì chúng ta nên chăng ngồi lại nói chuyện với nhau. Mà cái này tôi nói nhiều năm rồi, chứ không phải nói bây giờ. Nhiều năm nay rồi, chúng ta phải ngồi lại với nhau, chúng ta phải bàn với nhau. Và sân khấu nào nó cũng có điều hết. Có điều hết thì họ mới vui vẻ, họ mới cảm thấy được quan tâm và yêu nghề hơn. Và lúc đó thì không bây giờ không lo thì chúng tôi cũng phải làm à. Trách nhiệm, và trách nhiệm cái người làm nghề chúng tôi cũng phải giữ lửa.